Đội tuyển Việt Nam thi đấu không thành công trong thời gian qua khi toàn thua trước hai đội tuyển Trung Quốc và Uzbekistan cùng với tỷ số 0-2. Đánh giá về đội bóng của huấn luyện viên Chu Xie, tờ Sohu, Trung Quốc cho rằng đội tuyển Việt Nam mắc nhiều lỗi chuyền bóng và có nhiều sai lầm ở khâu phòng ngự. Tờ báo này bình luận, Uzbekistan đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn so với đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, trong cả trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Xie còn không tung ra cú dứt điểm nào về phía khung thành của đối thủ. Đội tuyển Việt Nam chỉ tạo ra thế trận giằng co trước Uzbekistan trong 25 phút đầu trận. Tuy nhiên, họ đã mắc lỗi chuyền bóng, tạo điều kiện cho đội bóng Trung Á có bàn thắng mở tỷ số. Phải nói thêm rằng, trong cả trận đấu, đội tuyển Việt Nam mắc khá nhiều lỗi chuyền bóng. Các hậu vệ Việt Nam cũng mắc lỗi trong việc cản phá bóng. Họ đã bị Uzbekistan khắc chế hoàn toàn và lâm vào thế bị động. Ở chiều ngược lại, những pha phối hợp của Uzbekistan rành mạch và sắc bén. Kể cả khi hậu vệ cầm bóng, họ thúc đẩy pha tấn công rất nhanh. Thực tế, vấn đề của đội tuyển Việt Nam cũng được nhiều chuyên gia chỉ rõ. Mặc dù ông Chu Xie theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng nhưng điểm yếu lớn nhất của những chiến binh sao vàng lại nằm ở khâu chuyền bóng, triển khai tấn công. Trong thế trận ấy, đội tuyển Việt Nam rất dễ mắc sai lầm trước đối thủ có khả năng pressing tốt như Uzbekistan. Nếu không khắc phục điểm yếu này, rồng vàng rất khó cải thiện được kết quả. Ở trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc, có khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới lối chơi phòng ngự phản công. Về cơ bản, lối chơi này hợp lý khi đối thủ quá mạnh. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10 tại Suwon.